Tiếp tục các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Cuba, sáng 21 tháng 4 theo giờ địa phương tại thủ đô La Habana, Thủ tướng Cuba Manuel Marino Cruz và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Cuba. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài, đồng Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ Cuba-Việt Nam Ricardo Cabissat đánh giá cao việc hai nước tổ chức diễn đàn trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Để đạt được mục tiêu này, phụ thuộc vào sự cố gắng của cả hai bên, đồng thời tin tưởng Cuba có thể phát triển mạnh mẽ với sự tham gia của Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đồng Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Cuba Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ, thời gian qua, quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác đặc biệt Việt Nam-Cuba liên tục phát triển và mở rộng trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao đến kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học kỹ thuật và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong đó, hợp tác thương mại đầu tư đóng vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba. Về hợp tác thương mại, Việt Nam là đối tác thương mại châu Á lớn thứ hai của Cuba. Việt Nam nhập khẩu từ Cuba các mặt hàng gồm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế. Hiệp định Thương mại Việt Nam-Cuba ký kết tháng 11 năm 2018 và chính thức có hiệu lực từ tháng 4 năm 2020 là cơ sở pháp lý quan trọng để doanh nghiệp hai nước tận dụng các ưu đãi thuế quan nhằm phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 500 triệu đô la Mỹ trong 5 năm tới. Về hợp tác đầu tư, Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của khu vực châu Á tại Cuba với 5 dự án đã triển khai. Các dự án do hai doanh nghiệp tiên phong của Việt Nam là Tổng công ty Viglacera và Công ty Thái Bình thực hiện đã đáp ứng một phần nhu cầu hàng hóa cho thị trường Cuba, giúp giảm đáng kể ngoại tệ chi tiêu cho nhập khẩu, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động Cuba và quan trọng nhất là góp phần giúp ngành công nghiệp sản xuất của Cuba từng bước phát triển bền vững, tự chủ trong mọi hoàn cảnh. Lãnh đạo các bộ, ngành hai nước và các doanh nghiệp đã trao đổi về tiềm năng, hợp tác trong các lĩnh vực quan tâm, qua đó cập nhật các thông tin quan trọng, hiểu rõ hơn về cơ chế chính sách, ưu đãi thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài của Cuba, lĩnh vực ưu tiên và danh mục các dự án tiềm năng, làm cơ sở để nghiên cứu, xúc tiến thương mại và dự án đầu tư mới tại Cuba. Tại diễn đàn, Thủ tướng Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu đã chứng kiến lễ ký và trao thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực điện, dầu khí, vật liệu xây dựng và hàng không.